Xin chào các bạn. Starbucks và McDonald's hay KFC thực tiễn người ta không bán về sản phẩm về sản phẩm chủ lực về cà phê. Nhưng những thương vụ về bất động sản đã được cả thế giới ghi nhận. Hôm nay hai anh em chúng tôi trong 21.000 căn, hơn 21.000 căn tại Ocean Park 2, Ocean Park 3, chúng ta sẽ thấy một cái những hoàng cung hay là một đơn vị tài sản sinh lời cực kỳ lớn. Hiếu có thấy choáng ngợp khi chúng ta đứng trước 4 căn này? Đúng rồi. Thưa quý vị, hiện tại chúng tôi đang đứng trên mặt đường lớn, mặt đường 25m. Và như quý vị có thấy phía sau chúng tôi, đây là công viên tạo sóng 18 hecta, đi vào một trong những cụm mà công viên có thể nói là nổi tiếng nhất của Vinhomes Ocean Park 2. Thì nằm trên trục đường chính này, chúng tôi có 4 căn shop có thể nói rằng là có diện tích lớn nhất. Rồi. Và rất nhiều những trong những căn shop tại Mega Grand World Hà Nội, thì khi mà quý khách hàng có những quý khách hàng mà sự cần đến những cái mặt bằng lớn thì đã inbox và hỏi chúng tôi rằng là những cái mặt bằng kia anh không thể là mà đáp ứng được cái nhu cầu của anh. Rồi. Một căn, hai căn hay ba căn ghép lại cũng không thể mà rồi đáp ứng đủ nhu cầu. Thay đổi ví dụ như là về những cái nhu cầu liên quan đến siêu thị này, đến tiệc cưới này, hay là những cái trung tâm nội thất. Trung tâm nội thất thì cần những cái mặt bằng rất lớn. Hùng Túy chẳng hạn, đúng không? Thì thực sự là hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến quý vị là gọi là 4 cái căn shop mà siêu to, siêu khổng lồ. Và quý vị có biết là có những căn shop mà mặt tiền lên đến 40m. Rồi. 40m dài. Ok. Thì quý vị thấy rằng là nó sẽ là tổ hợp một trong những căn mà có thể nói là một trong những căn mà to nhất và lớn nhất tại cây thao cũng như là tại dơ viên của Mega Garden của Hà Nội. Những con số ấn tượng sau khai trương dơ viên nó là gì? 88 triệu traffic. Anh em mình cũng đóng góp mấy nghìn vào đấy. Cái thứ hai, doanh số của quán bia nhậu tự do đuôi của cái dòng sông Dơ Viên, doanh số lên đến 170 triệu một ngày. Và đã phá kỷ lục một quán chè trước đó là 53 triệu một ngày. Và chúng tôi tự tin khi mà chia sẻ cho các bạn những căn này, chắc chắn rồi chúng ta sẽ đi lợi ích kinh tế theo quy mô. Đâu đó chúng ta xem những bộ phim như là Đê Trang Kim này, hay là những bộ phim, anh cũng có fan về phim Hàn Quốc, thì anh thấy đây là như kiểu hoàng cung. Đúng. Chúng ta đây là những căn hoàng cung. Và trong 4 căn này với cái mặt hàng, cái ngành hàng khác nhau, nhưng căn này sẽ là ngành hàng dịch vụ. Đúng. Chúng ta cực kỳ dễ trong cái việc thiết kế ngành hàng kinh doanh của chúng ta. Đấy, và ở Ocean Park 2 thì anh thấy đã thiết lập mặt bằng lên đến 400 triệu một mét. Như vậy thì chủ nhân là đến tầm độ khoảng đã sở hữu những căn độ khoảng 80 đến 100 tỷ ngọc trai, thì đâu đó những lễ cưới hoàng gia người ta sẽ cần một quy mô, hay thậm chí là cái tiệc không gian ấm cúng của những cái tiệc không gian và những sự kiện, thì anh nghĩ căn này sẽ là một cái câu chuyện cho những nhà đầu tư tinh hoa. Điểm tiếp theo là đứng về phía doanh nghiệp, ít khi bỏ một cái lượng vốn lớn nhưng họ sẵn sàng thuê mặt bằng và tạo một doanh số cực kỳ khủng. Ví dụ như Chả Cá Lăng thuê ở Hàm Cá Mập, đúng không? Ví dụ như Highland, và đến bây giờ câu chuyện của căn này thì anh nghĩ là một điều tuyệt vời nhất. Ví dụ mặt tiền như này thì, và trong các khung cảnh phía sau thì anh em có thể chia sẻ gì với khách nhỉ? Thực sự là rất là choáng ngợp với cái mặt tiền một cái căn shop như này. Bởi vì những căn shop bình thường đâu đó nó chỉ mặt tiền 5-6m hoặc là 7m, cùng lắm là 7m. Rồi. Nhưng với căn này mặt tiền lên đến 40m. Rồi. Và quý vị có thể tưởng tượng được là mặt tiền nó kéo dài từ chiếc ô tô đen kia. Rồi. Chia làm 7 ô và rồi kéo dài lên tận đầu. Nó là một cái lô đầu hồi. Rồi. Đó, quý vị có thể thấy không ạ? Ừ. Đấy. Và với một cái phong cách thiết kế của Hàn Quốc và theo phong cách cổ điển của Hàn Quốc thì thực sự là rất là choáng ngợp. Và những cái mái vòm, mái vát kia nó tạo ra một cái sự cổ điển, tạo lên một sự hoành tráng của cái căn này. Vẫn phải nhắc lại là gì? Chúng ta sẽ thấy Highland này, Bò Tơ này và Nhậu Tự Do đã chọn những vị trí hết sức đắc địa. Và đâu đó doanh số khẳng định sự thật rồi. Đấy nên là chúng ta sẽ thấy những cái căn này. Về mặt ở bên tổng hòa của phân khu này thì sẽ rộng độ khoảng 6,5 hectare phân khu Ca Thao, và đâu đó có 342 căn được quy hoạch với hai ngành hàng, với các cái ngành hàng và đặc biệt chú trọng đến nét văn hóa của Nhật Bản và Hàn Quốc. Hàn Quốc sẽ đâu đó cái diện tích và văn hóa chiếm độ 80%, còn 20% văn hóa Nhật Bản. Thì như vậy chúng ta sẽ tùy cái lĩnh vực ngành nghề chúng ta kinh doanh là chúng ta sẽ thấy chỉ qua một cây cầu thôi, chúng ta trải nghiệm được ba nền văn hóa. Đâu đó là những cái câu chuyện của Dơ Viên đã đến traffic mà cực kỳ chủ đầu tư đánh giá trong mấy ngày khai trương. 300.000 lượt xe du khách đi xe buýt free mà chỉ có ở Vin, hệ sinh thái Vin mới có. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào đây để nhìn nhận cái sự hoành tráng và cái quy mô, phân tích về chúng ta sẽ làm như thế nào để tạo ra dòng tiền tại nơi đây. Ok, xin mời mọi người.
Bây giờ thì ở đây thì anh được biết là hơn 400, diện tích là hơn 400 mét. Ở diện tích có hai loại diện tích nữa là diện tích ở vỉa hè và diện tích chúng ta được sử dụng bổ sung. Như vậy thì Hiếu tổng cộng là bao nhiêu mét nhỉ? Với căn này thì chúng ta có diện tích bên trong lòng nhà là 437m² một sàn. Và cái phần diện tích ngoài này chúng ta được kinh doanh nữa là 320m và rồi, gồm bao gồm phía trước và phía sau. Rồi. Chính vì vậy mà có thể nói là đây căn này có gần, nếu mà nói riêng tầng 1 ấy, nếu mà tính cả diện tích ở bên trong nhà bên ngoài chúng ta có gần 800m² để sử dụng rồi, để kinh doanh. Ok. Thì thực sự là đây là một trong cái mặt bằng mà có thể nói là rất là tối ưu cho tất cả những ngành nghề nào mà hoặc là những cái chủ đầu tư nào mà muốn có một cái mặt bằng lớn để mà kinh doanh những cái ngành nghề mà thực sự là cần những cái mặt bằng. Ví dụ như là những quán nhậu chẳng hạn. Rồi. Em nghĩ rằng là mặt bằng tầng 1 là rất quan trọng, hoặc là những cái chuỗi thời trang, chuỗi cà phê. Rồi. Đấy, bao gồm rất nhiều những cái thương hiệu lớn thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái mặt bằng này. Ngoài ra thì như em thấy thì với cái mức giá đâu đó khoảng hơn 70 tỷ với căn này. Rồi. Thì quý vị vẫn có thể có một cái phương án tài chính em nghĩ là rất hợp lý. Đúng rồi. Với một cái căn shop mà mặt tiền to, đường lớn. Rồi. Lại là căn góc. Xin nhắc lại là chúng ta có thể đưa vào trong này là cái tổ hợp biển tạo sóng. Công viên Royal Wave Park đã được tổ chức Guinness thế giới công nhận là tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới. Những kỳ quan, những lần du khách mà trong ví dụ chúng ta đến biển thì thường đến mùa hè thì những cái điểm này thì nó là một trung tâm mua sắm rồi, một tổ hợp. Mà bên cạnh đây nữa, định vị của chủ đầu tư năm với những cái khu Ocean Park 1, 2, 3 đó là Ocean City, là điểm đến du lịch quốc gia. Như vậy thì cái mô hình kinh doanh đặt vào đây, chúng ta sẽ thấy là một cái dòng người, sự traffic của dòng người thì sẽ tạo ra một cái lượng doanh thu khổng lồ. Ít ai dám tin được rằng là quán nhậu tự do doanh số 170 triệu một ngày. Đương nhiên có sự khai trương, nhưng anh đánh giá đâu đó có bình quân lại số liệu 120 của bạn ấy trong vòng 30 ngày, anh thấy là hoàn toàn khả thi. Chúng ta tiếp tục đi vào bên trong nhỉ? Dạ, okay. Ở đây thì với cái ranh giới ở đây quý vị có thể thấy là phần này là phần hộp điện này. Thì quý vị cứ đếm 7 ô cửa như này. Rồi. Đấy, và đâu đó nó khoảng 40 mét mặt tiền và chiều sâu nó rơi vào khoảng 11 mét trong lòng nhà. Bên trước kia nó một cái cửa nữa. Thì anh đánh giá như thế là chủ đầu tư cũng rất là chú ý là cái chữ phong thủy là 8. Đấy. Đúng em rồi. Ạ. Và thông hai bên. Okay. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong xem như thế nào. Phía trước này là vành đai 3,5 này. Rồi. Và đi thẳng cho là con thuyền một show diễn triệu đô của chủ đầu tư đã dựng xây tại Ocean, tại Giơ Viên. Chúng ta sẽ thấy một sự kết nối giao thông vô cùng thuận lợi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào đây. Chắc rằng là mọi người sẽ ngỡ ngàng khi bước chân vào đây. Đúng không? Đúng không? Lần đầu tiên mà em thấy được sau hao mà tại Vinhome. Thực sự với tại Vinhome bởi vì chưa có một căn nào mà có diện tích sàn lên đến 400, hơn 400 mét như này. Gắn bó từ Riverside thì chúng đúng không? Thì em thấy đây thực sự là choáng ngợp à? Bởi vì thực ra với cái mặt bằng như này và cái việc chia ô như này ấy, thì em nghĩ lại một cái phương án nữa là có thể là cho rất nhiều những đơn vị thuê được ngành nghề kinh doanh. Rồi, ok. Ở đây sẽ có hai cái cầu thang nhé, hai thang bộ và hai mặt bên này. Phía bên tay phải của chúng ta sẽ quy hoạch sẽ là cái trường VinSchool của Hàn Quốc, hệ thống giáo dục toàn cầu của Hàn Quốc. Hôm vừa rồi huấn luyện viên Park Hang-seo sang đây ký hợp đồng với đại diện như vậy. Và tất cả đây, thật sự anh ngày trước anh dự cái lễ khai trương.
Lên đây thì với những các cái trung tâm thương mại thì chủ đầu tư đều bố trí cái cửa là cửa chống cháy. Và chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là đều có cái hệ thống phòng cháy chữa cháy đã được làm rất là tỉ mỉ, chú đáo. Anh em mình đi 3 tầng rồi và đây là tầng 4. Thì lên đây em thấy là có những cái lan can này cũng rất là hay, có cái tầm view này. Và em thấy rằng là với khung cảnh của Mega Grand Hà Nội thì thực sự những cái tầm view này cực kỳ đắt giá. Đúng rồi. Anh thấy là các cái quán cà phê, đây là sắp Tết dương lịch rồi, anh đã thấy có những lịch book mà xem bắn pháo hoa mà đẹp nhất ở Hàm Cá Mập với giá vé đắt đấy. Chú mà mời người yêu đi thì phải đặt trước. Và thông tin sớm nhất là Tết 2024 thì sẽ bắn pháo hoa tại Mega Grand Hà Nội. Ok, chính ok. Chính như vậy mà đây là một trong những cái điểm mà có thể nói là xem bắn pháo hoa chắc là đẹp nhất của Hưng Yên rồi. Một số nữa là gì, mỗi một cái kiến trúc của từng tầng nhưng mà có ban công và kính, tức là chúng ta ngồi ở đâu cũng có những vị trí thoáng. Đúng không? Phía sau này thì chúng ta sẽ nhìn ra công viên Royal Gate Park. Bên này chúng ta nhìn sang Cát Hao. Và đây chúng ta sẽ trải nghiệm một không gian. Nếu vậy thì chúng ta sẽ cho quý vị tham khảo tất cả những cái tầm view đẹp nhất của cái căn này đi anh. Đây là view sang Grand Gua Hà Nội, phân khu dân viên. Và kia là cầu Đông Tây. Đó. Nhắc lại cây cầu thì anh đánh giá như này. Có những cây cầu người ta chỉ đơn thuần về kết nối giao thông, nhưng đây cũng là cây cầu biểu tượng của một thành phố du lịch, điểm đến quốc gia. Và đâu đó anh đã nhìn thấy những cây cầu của London hay những cây cầu của Sydney mà đêm hội bắn pháo hoa bây giờ chúng ta sẽ phải mất đến hơn 60 triệu chúng ta có một vị trí. Đấy là chúng ta book vé visa thôi nhá. Thế còn mà ở vị trí được nhìn được toàn diện như thế này ấy, thì anh thấy là vô cùng là tuyệt vời. Tiếp thẳng đây là chúng ta sẽ thấy là nhìn chéo sang kia là quán nhậu tự do này. Đuôi của con thuyền, một cái show diễn triệu đô của chủ đầu tư đem đến cho với dơ viên, với Ocean City. Tiếp theo nữa ở đây chúng ta nhìn thẳng phía kia thì cũng là cái tháp đồng hồ, cao 36m, một biểu tượng mà chắc chắn rồi. Với ở một vị trí tầm nhìn ở đây nó thật sự là tuyệt vời. Khai thác không gian và cái hiệu quả kinh doanh thì Hiếu có chia sẻ thêm. Nếu như người ta, thật ra thì anh thấy là một số các cái doanh nhân ấy thì thường sẽ là đi tìm cơ hội kinh doanh rất rất sớm. Bây giờ đang còn. Như em thấy thì căn này không chỉ vị trí đẹp này, đầu hồi này, ba mặt tiền này. Căn này lại có một cái tầm view lại rất là bao quát, rất là thoáng nữa. Giá tất cả những cái điểm mà đẹp nhất của Mega. Như mặt tiền đằng trước này thì lại view sang phân khu cây thao. Cây thao và có những cái có những đoạn thì có thể view được ra hẳn quảng trường biểu diễn, những cái sự kiện. Rồi thì đằng sau là như anh nói là view sang trường học của Hàn Quốc này, rồi thì view sang công viên Royal Gate Park. Royal Gate Park sẽ có 15 tòa cao tầng và đâu đó thông tin là chủ đầu tư sẽ sớm khởi công về chung cư. Nên bởi vậy là chúng ta sẽ luôn luôn nói với nhau một câu chuyện là dòng người, dòng tiền. Đúng không? Thế thì anh đánh giá đây, ví dụ như đây, một lượng du khách đã được chủ đầu tư đặt ra. Đấy, một cái tổng quy mô dân số vô cùng lớn, cộng theo những chuyến xe buýt free.